Hi, welcome back to my channel Star Schedule. Và từ kênh đầu tiên. Trong thời game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 món đồ. Món đồ thứ 3. Món đồ thứ 4. Ok, và mình sẽ sang tới cái thứ hai, Slender Rilla The Forest. Các bạn like, share, subscribe ủng hộ mình nha. Thank you so much.
Và trong thời game này thì các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa, sau đó thì sẽ dùng chiếc chìa khóa đó để mở một chiếc phòng. Và đó thì các bạn sẽ biết được bí mật của được này. Sẽ lên trên tầng 2 để tìm kiếm tiếp nào. Chỉ có 3 màu giấy thôi là các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa xuống dưới căn hầm của ngôi nhà này. Thank you.
Andoria Asylum. Okay, let's go. Hôm nay mày thì các bạn sẽ đi tìm tất cả là 8 tờ giấy. Okay.
Đó, và các bạn cứ đi xung quanh ở bên vòng ngoài, sau đó thì sẽ vào đến kia trong để tìm kiếm tiếp những tờ giấy tiếp theo. Khi đủ 8 tờ giấy thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và ấn vào cánh cửa và thoát ra ngoài, thoát khỏi bệnh viện bổ hoa, một bệnh viện mà có Selenorina, Granny và đứa con của Selenorina, bà ta mới đẻ ra. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Selenorina the Cella, let's go. Let's go.
Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm rất nhiều những chiếc chìa khóa. Và trong đây thì có rất nhiều quái vật nha. Có những con nhện khổng lồ Slenderman và Slenderia. Rất nhiều những quái vật, cho nên các bạn đi chơi tựa game này thì các bạn sẽ phải cẩn thận. Vì những quái vật đó thì vừa kinh dị mà nó vừa bám dai, nên các bạn sẽ phải cẩn thận nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go.